Tiếp sau thành công của dự án khai thác tour du lịch bằng xe điện tham quan nhà hát lớn Hà Nội, ngày 12 tháng 7 vừa qua, nhà hát lớn Hà Nội phối hợp với Viện Quốc tế Pháp ngữ đã cho ra mắt và bàn giao công trình tham quan ảo nhà hát lớn Hà Nội. Theo đó, chuyến tham quan ảo nhà hát lớn Hà Nội kéo dài 15 phút, được để ở chế độ tự động với các cảnh quay độc đáo, thực sự là một bữa tiệc thị giác cho du khách. Bên cạnh đó, nhạc nền của chuyến du ngoạn ảo này là những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của Pháp, lời thoại giới thiệu về từng địa điểm tham quan được biên soạn công phu bằng 3 thứ tiếng Việt, Pháp, Anh kết hợp với những hình ảnh hiếm thấy. Chuyến tham quan ảo này sẽ cung cấp cho khách tham quan kiến thức phong phú về quá trình xây dựng những nét độc đáo của kiến trúc nhà hát, tiến trình hiện đại hóa sân khấu và âm nhạc Việt Nam đầu thế kỷ 20, cuộc đời và đóng góp của nhà viết kịch Vũ Đình Long, cha đẻ của ngành kịch nói Việt Nam, và ông Claude Brin, giám đốc đầu tiên của nhà hát lớn Hà Nội. Trải nghiệm chuyến tham quan ảo nhà hát lớn Hà Nội, du khách cũng sẽ biết đến những bước thăng trầm của đất nước, sự vận động của xã hội và tâm thức con người Việt Nam. Đặc biệt là những người nước ngoài, người ta phải bay máy bay đến đây, rồi người ta phải có thời gian, rồi người ta phải mua vé và có được vào hay không. Thế thì cái công trình của chúng tôi cho phép bất kể ai, ở bất kể ở đâu, ở bất kể lúc nào có thể tiếp cận được mà hoàn toàn miễn phí. Thế thì cái công trình này có thể sử dụng để giảng dạy về kiến trúc, về âm nhạc, về sân khấu, rồi là có thể dùng nó để quảng bá cho du lịch, rồi có thể dùng đó để làm quảng bá cho văn hóa Việt Nam nói chung chẳng hạn. Nhà hát lớn Hà Nội là một trong những công trình tiêu biểu nhất trong di sản kiến trúc Pháp ở Việt Nam cũng như Đông Dương. Công trình được xây dựng trong vòng 10 năm từ 1901 đến 1911 để phục vụ cho các quan chức kiều dân Tây Âu tại Hà Nội. Sau đó, nhà hát lớn Hà Nội dần trở thành một địa điểm văn hóa có vai trò quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa sân khấu Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Kiến trúc của nhà hát lớn Hà Nội dù đã trải qua hơn 100 năm tuổi vẫn có sức hấp dẫn, quyến rũ, trở thành biểu tượng về lịch sử giao lưu, phát triển văn hóa xã hội ở Hà Nội. Ý thức được tầm quan trọng của công trình di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh việc bảo tồn, khai thác, quảng bá hoạt động biểu diễn tại nhà hát lớn Hà Nội để đông đảo công chúng được thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao. Sự kiện khai trương tuyến tham quan ảo nhà hát lớn nằm trong kế hoạch chỉnh trang cải tạo cảnh quan để tạo thành công viên mở, kết nối với công trình kiến trúc Pháp lân cận, từ đó đưa nhà hát lớn Hà Nội là điểm đến văn hóa đặc biệt của Hà Nội. Theo ý tưởng này, khuôn viên nhà hát lớn sẽ được chỉnh trang, xóa bỏ các hàng rào và quán cà phê bên trong, kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8, vườn hoa Cổ Tân, bảo tàng lịch sử quốc gia, bảo tàng Cách mạng, tạo thành một không gian văn hóa lịch sử kiến trúc có giá trị. Khi đó, nhà hát thành phố sẽ là điểm trung tâm của không gian văn hóa cộng đồng, thay vì đan xen vào đó là những quán bia, nhà hàng, những dịch vụ không hề đúng với chức năng